Mình biết chơi cực tím rất dễ làm sạm da, nhưng mà đã tìm ra bí quyết dưỡng sáng da thực sự hiệu quả, hoàn toàn chiết xuất từ thảo mộc thiên nhiên. Kem dưỡng sáng da chống nắng cho nhẹ, chiết xuất chanh tươi tinh khiết kết hợp với thảo mộc long đăng giúp làn da sáng dựng lên trông thấy, ngay cả những đốm nâu cũng mờ đi. Hãy kiểm chứng, bạn sẽ thấy làn da sáng lên 2 tông màu trong vòng 28 ngày và còn được bảo vệ khỏi tia cực tím. Kem dưỡng sáng da chống nắng da nhẹ, hãy tin những gì bạn thấy, chăm sóc nơi nhẹ. Chịu trách nhiệm, công ty trách nhiệm hữu hạn Gloria Việt Nam.